Cơm 18 này. Bao nhiêu mon? Mọi người chia đi. 64 cộng 96 cộng 5 nhân 18. 0,232 à? Vào 500ml. Nhưng lưu ý này, cho vào 500ml mà lại lấy ra có 50 là giảm đi 10 lần đúng không? Thế thì mon phản ứng chỉ là 0,0232 thôi đúng không? Nhân 56 đi em. 1,992 à? Đáp án A gì? B á? Nhớ nhá, nó cho cái này để bẫy mình là giảm đi 10 lần thôi. Mọi người chủ quan là đã chết đấy. Câu 19. 13 kém 5,6 gam sắt tác dụng với axit, thể tích khí. 13 chia 65 là bao nhiêu? 0,2. Đây 0,1 thì tổng là 0,3 mol hydro đúng không? 6,72. Số mol hydro thì bằng số mol kim loại mà. Được chưa? Lúc nãy đã yêu cầu rồi, ai không làm được ít nhất phải tính được cái mol ra. 0,1 mol sắt bằng mol NO luôn, 0,1, 2,24. Hai thằng này đều nhận 3E và cho 3E nên số mol kim loại bằng số mol khí thì nhân 2,4 là 2,24 luôn. Ờ cái gì nữa? Con này thì bây giờ nó như thành phản xạ rồi, quá dễ làm gì. Lưu ý này, bài này ai mà viết hệ 56X cộng 64Y bằng 10 là sai bét bè bè. Vì đồng không tác dụng axit loãng. Nhớ nhá. Thế thì ở đây có 0,1 mol gì? Mol khí bằng 0,1 mol sắt chính là 5,6 gam luôn. Thế thì đồng phải là gì? 4,4 gam. Vì đồng không tác dụng mà đúng không? Đấy. Nên nhiều người làm không đọc cẩn thận này, cứ ngồi giải hệ phương trình. Không biết là giải hệ có ra số dương không? Âm thì có mọi người khi còn nghĩ lại chứ ra số dương cái lại ngồi ngẩn ngơ chọn đáp án. Câu dưới. Lượng muối clo tạo ra, dùng công thức tính nhanh luôn nhá. M bằng 20 cộng với 71 nhân 1 chia 2 bằng 55,5. Ông chị cao hả anh à, đúng không? Ngồi chị cười. Cao hả anh à? Hà gì, cái gì hả anh? Nguyễn hả anh à? Hà, đúng hả anh không? Thế tên là gì? Tên là Nguyệt. Nguyệt á? Tên là Nguyệt thì cả các bạn đằng sau tên là Huy. 23. M gam sắt tác dụng bao nhiêu mol đây? Có mấy cái số quen thuộc, cái này phải quen đi. 4,48, 6,72 và 8,96 nhá. 0,4 mol hỗn hợp hai thằng này. Tỉ khối với oxy, dùng công thức gì? Đường chéo đúng không? NO là sao lại 40? NO2. Cái này nhân nơi 32 đi em. Chỗ Trang Linh hiểu không? Lấy cái thằng này nhân M lớn oxy là 32 này. Hai thằng này là khối lượng, hai thằng này thì phải sơ đường chéo này. 12 4 thì tỷ lệ là 1,3. Mà tổng hai thằng này là 0,4 mol, tỷ lệ 1,3 thì phải thằng này 0,1 mol và thằng này 0,3 mol không? Tổng 0,4 và tỷ lệ 1,3 chưa? Thế thì bây giờ ta đi dùng bảo toàn thôi đúng không? Số mol Fe bằng, số mol Fe bằng gì? Lấy 0,1 nhân 3 cộng 0,3 nhân 1 tất cả chia cho 3 thì bằng 0,2. Thì suy ra khối lượng 11,2 gam. 0,2 nhân 56. Được chưa? Hay không biết thì viết vào. Được chưa? Câu 24 nhá. Cho CO tác dụng, sao phản ứng được gam sắt? 0,02 mol CO, có phải công thức của mình là gì? Mol CO2 thì bằng mol CO bằng mol của oxy nguyên tử không? Thế thì đây chính là mol của oxy nguyên tử. Thế suy ra khối lượng oxy sẽ bằng 0,2 nhân 16 đúng không? Bằng mấy? 0,02 nhân 16 là 0,32 gam à? Đúng không? Thế tổng khối lượng của oxit sẽ là bao nhiêu đây? 0,84 cộng 0,32 thôi. 1,16 đúng không? Như vậy M oxit
Bây giờ đề bắt làm gì? Xác định công thức của x đúng không? Làm như nào? Làm như nào? Thực ra ta lấy 1,16 chia m lớn 4 thằng này luôn này. Còn nếu ai muốn tìm cụ thể công thức thì ta phải lập tỷ số giữa Fex, OI đúng không? Ta có mol của sắt rồi, ta có mol của oxy rồi thì lập tỷ lệ giữa xy. Được chưa? Nhưng ở đây mọi người lấy luôn 1,16 mà chia cho thằng này là 160 thì chắc là không được rồi đúng không? Chia thằng này 72 đúng không? Bấm thử đi. Chắc là AB thôi, A B thôi. Nhưng đang để cho mọi người tính thử đã. Cứ lấy 1,16 chia 72 đi xem lẻ đúng không? Bây giờ chỉ còn Fe3 4m lớn bao nhiêu? 56 nhân 3 cộng với 64 232 đúng không? Thì 1,16 chia 232 bằng 0,005 đúng không? 0,005 còn gì đúng không? 0,005 mol thì chắc chắn hai thằng này bỏ rồi. Bây giờ nó bảo gì đây? V này là V gì? VCO đúng không? VCO tính như nào? VCO tính như lẫy giờ rồi này. Mon CO chả bằng mon CO2 đúng không? 0,02 này thì chẳng là 0,448 đúng không? Thế thôi xong rồi. Từ mon CO đã chọn được B được D rồi mà. Đấy 1,16 chia 160 thì lẻ phát là vứt đi luôn rồi. Đúng không? Người ta gọi là đông tây y kết hợp. Cứ miễn làm sao nhanh nhất rồi đáp án. Còn nó có hơi phi giáo dục một chút. Còn đúng ra tính tự luận em lại phải gọi FEXOI xong xét tỷ lệ x chia y bằng mon của này chia mon này cái thứ vân vân, nó mất thì giờ lắm, đúng không? Có cần chép không? Câu 25. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch. Có kết tủa thì đương nhiên phải nhìn thấy ông gì? Bà giờ chẳng phải bàn. Câu 26. Chỉ có tính oxy hóa. Thế thì đừng bao giờ chọn mấy ông sắt 2 đúng không? Sắt 2 là vừa oxy hóa vừa khử, chỉ có ông nào là sắt 3. Mà sắt 3 thì phải là C thì mới chỉ có tính oxy hóa. Câu 27. Cơ bản là nhìn thấy sắt lên sắt 3 thì phải là ông clo. Sắt 3 mà ra này chắc là lao hát rồi, đề luôn rồi. Mọi người làm đến câu bao nhiêu rồi đấy? Làm đến câu bao nhiêu rồi đấy? Sợ là chữa thì nhanh ngay mà có khi còn chưa kịp đọc đề đã chọn đáp án rồi thì chết đấy. 16,8 gam hỗn hợp lòng hoàng này tác dụng oxy ra được chất rắn đúng không? Bảo toàn khối lượng MO sẽ bằng 23,2 trừ 16,8 bằng mấy? Mấy? 6,4 đúng không? Đúng 6,4 đó. Thế xem mol oxy bằng bao nhiêu? Chia 16 nhá, chia 16 nhá. 0,4 mol. Mol oxy bằng mol H2. Đúng không? Hay nói cách khác này, viết cho mọi người nhìn này, 2 lần H cộng cộng với O thì tạo ra H2O. Thế mol này 0,4 thì ông này phải 0,8. 0,8 mà lại 2M thì chỉ còn 400. CM bằng V bằng gì? N trên CM mà 0,8 mà chia cho 2 thì chả bằng 0,4 lít. Đây là dùng bảo toàn nguyên tố, rất là nhanh. Chữa thì chữa được thôi, nhưng mà sợ nhất là em chưa làm ý. Có khi có những người chẳng kịp đọc cái đề đã thấy nhoang mình nói mấy câu phát là xong bài, nên thành ra sẽ không tác dụng, không hiểu. Mà lúc cho làm thì mọi người không tự giác ngồi làm. Nào, bao nhiêu người làm đến câu 30 rồi? Giơ cái tay lên xem nào. Bao nhiêu người làm đến 30 rồi? 1, 2, trường đâu? Mấy thanh niên ở dưới bên này, cả dãy bên này chưa ai làm đến 30 à? Thật không? Nga? Thế lại chờ à? Chữa nốt trang này vậy nhá. Chữa nốt trang đi, đỡ dở. 4-5 chị em này cũng chưa ai làm đến à? Càng học càng rốt đi đúng không? Càng học càng thấy mình rốt đi, nha, thế mới đúng. Tôi càng dậy tôi càng thấy mình rốt đi mà. Thu được NO2 và dung dịch Y. Ai làm được 29 chưa? Cho hai thằng này tác dụng với HNO3 được khí và dung dịch Y.
Cho NH3 dư vào thì sau phản ứng hoàn toàn thu được M gam kết tủa. Kết tủa gì đây? Sai. Một ông ra đi. Dung dịch của mình là CuNO3 2 lần và AnNO3 3 lần. Khi cho tác dụng với NH3 thì tạo ra CuH2 và AnH3 đúng không? Nhưng đồng tạo phức. Vừa rồi ở buổi trước, vừa ca trước ghi rồi, đồng bạc kẽm là tạo phức đúng không? Thế NH3 đã dư thì làm sao mà còn CuH2 được? Nó tạo phức đồng tan rồi, do đó kết tủa chỉ là AlOH3 thôi. Thế là tất cả đồng chí toang rồi đúng không? Em lại vẫn đúng à? Nguyệt ở này giỏi thế. Vỗ tay cả lớp, vỗ tay. May hôm nay không phải cuối tuần, chứ cuối tuần kiểu gì cũng có phiếu bé ngoan. Làm lại đi thôi. Đầu tiên mọi người phải giải hệ phương trình để ra được thì mon của đồng và mon của nhôm đúng không? Toàn bộ mon nhôm thì chuyển thành kết tủa. Được chưa? Phần trăm khối lượng đồng trong hỗn hợp X là... Thôi tính đi. Gọi cái này X đi, cái này Y đi. 2X cộng 3Y bằng bao nhiêu mon này? Và 64X cộng 27Y bằng 1,23. Mon này bao nhiêu bấm ngay? 0,015 à? 0,015 nhân 1 bỏ qua. Đúng không? Đùa à? 1,344. Bao nhiêu mon? 0,06 à? Đấy. X y bằng bao nhiêu? X 0,015 còn y bằng 0,01 à? Rồi. Thế X chính là mon của đồng, còn Y là mon nhôm đúng không? Đúng chưa? Giá trị của M, M là gì nhỉ? M là kết tủa. Thế là một trong hai thằng này rồi. Kết tủa là 78 mà. Đúng không? Mọi người hiểu không? Đây là mon nhôm, mà mon nhôm chính là bằng gì? Mon kết tủa đúng không? Vì bảo toàn nguyên tố nhôm mà. Lấy này nhân 78 thì chẳng ra 0,78 đúng không? Phần trăm khối lượng đồng. Khối lượng đồng nằm ở đâu? Ở cái chỗ X này này. Đúng chưa? Hoặc em lấy luôn là 0,78 chia 1,23 nhân 100, xong lấy 100 trừ đi. Bấm máy thì xem nào. 0,78 chia 1,23. 78,0. 63 phẩy mấy mà. 63,74 mà. Đúng không? Thì không đáp án à? À xin lỗi nhầm. Cái này phải nhân 27, nhầm. Cái kết tủa này là kết tủa AlOH3 thì ta phải đi tính 27 cơ. 0,01 nhân 27 chia cho. Xong lấy 100 trừ đi. Thì tùy em. Chia cho đấy 1,23 bằng nhân 100 bằng 21,95. Thế thì còn lại 78,05. Hiểu chưa? Ở dưới hiểu ta chưa? Khánh hiểu chưa? Ok nhá. Nói lại cái gì? Giải hệ này á. Thì XY là mon đồng mon nhôm. Em tính khối lượng đồng nhôm thì tính được phần trăm chứ còn gì nữa. Chẳng qua là cách bấm, anh bấm nhôm trước rồi anh lấy trăm trừ đi thôi mà nó khác gì đâu. Câu 30. Vừa oxy hóa vừa khử thì phải là sắt 2 đúng không? Mỗi ông này sắt 2 thôi. Vừa oxy hóa vừa khử thì phải sắt 2. Câu 32. À 31. Nhận định nào sau đây sai? Sắt tan được trong này, đúng. Đồng tan được, đúng. Sắt tan trong FeCl2 là sai. Chất có tính oxy hóa nhưng không có tính khử thì đương nhiên là sắt 3 rồi. Oxy hóa là sắt 3 mà khử thì là sắt 2. Chất nào phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa? Để tạo kết tủa thì phải là muối cộng 3 giơ. Đúng không? Mà amin là 1 3 giơ. C. Lại nhiều người sai rồi. B là rượu chứ phải 3 giơ đâu. Cứ nhìn OH là 3 giơ à? Ông nào vừa bảo B đấy. Cứ nhầm những câu rất là vớ vẩn. Ừ, em lại đúng. 14, 10, 17 đúng không? Em đúng 14, 17. Trên 100. Được chưa? Ok nhá. Tổng AB bằng mấy? 5 hay sao nhỉ? Câu này làm quen rồi. Tác dụng được nào hát này? 1, 2. 2 thôi.
muốn rút ngắn 25 phần đầu ấy thì nói chuyện bớt các cái khẩu ngữ đằng sau rồi đi. Câu 36. Ai làm chưa? Ừ, nhưng mà con này dễ vì nó cho tỷ lệ mol rồi đúng không? Đây x thì đây 2x. M lớn nhân x, m lớn nhân 2x bằng 24,4. X bằng mấy? Thì đây 0,2. Cho tác dụng AG dư M gam chất rắn gì ấy nhỉ? Chất rắn gì? Chất rắn gì hỏi lại? Gì? Nói to lên mà. AgCl gì? Chắc chưa? AgCl đúng không? Chắc chưa? Không, chắc. Chất rắn gì? AgCl thì có Ag không? Có Ag không? Tôi chỉ hỏi có Ag không? Tôi thấy có bạc Ag cộng dư. Tôi thấy có sắt 2. Đúng không? Thì Ag cộng cộng Fe2 cộng có ra Fe3 cộng cộng Ag không? Thế thì có Ag. Và các đồng chí lại sai rồi vì không tính bạc vào. Đúng không? Các đồng chí chỉ tính mỗi AgCl thôi. Có hiểu không? Thế chắc chắn là mọi người đã bỏ qua cái Ag này rồi. Vì đây người ta cho AgNO3 dư mà. Đúng không? Thế thì phương trình đầu tiên phải là Ag cộng AgCl. Và clo này là toàn bộ của cái đống này luôn, 0,4. 0,4. Đúng chưa? Phương trình thứ hai là gì? Ag cộng cộng Fe2 cộng tạo ra Fe3 cộng cộng Ag. Đây cũng là kết tủa cơ mà. Mà ông sắt 2 cộng này là 0,1 đúng không? Xem cân bằng chưa? Tự cân bằng luôn rồi đúng không? Dương 3 này, dương 3 này. Thì đây là 0,1 này đúng không? Được chưa? Ra đáp án rồi gì? Thế luôn mọi người tính ra bao nhiêu? Chắc 57,4. Vì thiếu ông bạc thì chỉ có 57,4 thôi gì đúng không? Chị Hiền chẳng thế à? Linh tẩy nhanh đấy. Chú ý nhá. Cái lúc lý thuyết cũng bảo mọi người rồi gì nữa. Lừa nhau nhất là cái chỗ Ag cộng và cái chỗ hai muối của Fe3O4 ấy. Y răng đấy. Đấy, người ta cảnh báo trước mà chẳng xa gì là vẫn cả đâm đầu vào hố thì đúng không? À, có ai nhìn cảnh báo giờ đâu à? Đi vào đi. Sao ở dưới hiểu chưa Nguyệt đúng không? Không. Không à? Tưởng em lại đúng. Xem không chưa? Nhớ cho kỹ nhá. Thế ra nhắc thế thôi, buổi nào cũng nhắc, bài nào cũng nhắc, nhớ kỹ nhá. Mình nhớ học đi, nhưng hôm sau lại vẫn cứ sai mà. Nhắc thì cứ nhắc, sai thì cứ sai. Chẳng qua thằng nào may mắn ấy, đúng hôm thi không sai thì thằng ấy may mắn. Còn thằng nào đen để hôm thi mình vẫn sai như mọi hôm. Phong độ nó lên xuống mà. Câu 37. Ăn mòn. Sắt bị ăn mòn trước thì phải mạnh hơn đúng không? Mạnh hơn này. Mạnh hơn này. Cái này tên là gì nhỉ? Thiếc. Nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Nhớ may áo giáp sắt đi. Đúng không? Thế thằng nào đứng trước? Fe đứng trước thì Fe bị ăn mòn trước. Thế chọn đáp án thôi. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Bao nhiêu mol? 0,2 à? 0,2. Thu được oxit à? Oxit sắt 3 rồi đúng không? Đừng viết phương trình nhá, nhìn này. Mọi người đừng máy móc FeOH3 nhiệt độ tạo ra Fe2 3 cộng nước, vứt hết rồi đi. Bảo toàn sắt. Đây là một sắt mà tạo ra hai sắt thì cân bằng đây. Ông này 0,2 thì ông này 0,1 nhân 160 16 luôn. Đúng rồi bạn nào? Sao? Viết nhiều gì? Hay chị Hai nhìn dưới kia viết vở kinh quá. Không nhỏ viết nhiều quá làm gì? Đang xét là em viết nhiều chứ còn vở với nháp thì cũng thế. Hiểu chưa? Tiếp nhá. Ở dưới. Hỏi CO à? 4,48 luôn viết làm gì? Mol CO2 bằng mol CO bằng mol oxy nguyên tử mà. Thì mol bằng nhau, thể tích bằng nhau. Tờ công thức ghi rồi. Vâng, con nào cầm tờ công thức ở đây không mượn cái để chỉ chữ. Đây mượn tờ công thức không? Đây đây, một tờ thôi. Để đặt lên máy quay cho mọi người nhìn thôi mà. Đây.
mol CO bằng mol oxy nguyên tử bằng mol CO2 bằng mol hydro đấy còn gì nữa. Thì mol bằng nhau, thể tích bằng nhau thì chả 4,48 đúng không? Có một tờ này thôi mà toàn bài làm nhanh nhé, nên liệu mà học thuộc. Có thế ở dưới xong luôn à? Chất rắn sau phản ứng đúng không? Lấy 30 trừ đi 5,6 chia 22,4 là mol CO bằng mol oxy nhân 16. Bấm thôi, 26. Chứ viết phương trình con này chẳng làm được đâu vì 5 phương trình liền đúng không? 41 tương tự rồi. Sắp thu được à? 17,6 lại trừ đi 0,1 nhân với 16. 1,6 là 16 gram à? Chú Nga biết hiểu không? Ok. Nào Ngọc Anh hiểu không? Nghi. Chắc nhá. Sang trang được chưa? Trang này hiểu chưa? Thật không? Thật mà cứ phải cúi mặt xuống người mới thật. Câu 42. Mỗi oxit đều có 0,5 mol, khối lượng của hỗn hợp là. Hết bài rồi à? Nó cho 3 cái mol được còn gì? Cho hỗn hợp này mà mỗi oxit đều 0,5 mol thì 0,5, 0,5, 0,5 thì chả là hết bài. Nhiệm vụ bấm thôi chứ gì. Bao nhiêu? Bấm như nào cho nhanh. Cộng 3 này lại chia đôi. 0,5 chả là chia đôi. Cộng 3 mà lớn 3 này chia đôi mà. Mà cộng làm cái gì? Mấy sắt? 6 sắt, 6 x 5 6 cộng với 8 x 16 xong chia đôi. Đúng không? Ờ kìa, mọi người không để ý mỗi bài mà tiết kiệm được vài giây xem, cộng tổng lại thì ối đấy. Đúng không? Ờ. Tạo thì cứng rồi. 43. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào CH2, khối lượng kết tủa thu được là kết tủa CaCO3 rồi đúng không? Đây 0,1 mol. Suy ra cái gì? Tóm lại bằng bao nhiêu? Mol CO2 bằng bao nhiêu? Ok, làm rồi mà. Chính xác 0,3, suy ra 30 gram luôn, chẳng tính gì. Đúng không? Đây 0,1 nhân 3 là 0,3 không? Mol oxy nguyên tử 0,3 thì bằng mol CO2, mà mol CO2 thì bằng mol CaCO3. Bằng 0,3 nhân 100 chả 30 gram. Đúng chưa? Nhiều người không hiểu điều gì đang xảy ra. Thái, Thương Thái, Ngọc Anh, nó căng thẳng thế. Cân bằng gì đây? Cân bằng cái gì? Cân bằng cái gì? 46 phải cân bằng à? Ở thì nát thứ tự lên xem có phải cân bằng không? 44. 9 gram nước và 22,4 gram chất rắn. Phần trăm số mol này. Lại khử hoàn toàn nhá. Bao nhiêu mol? Đã là khử hoàn toàn thì kết quả thu được phải là gì? Sắt. Khử hoàn toàn mà. Khử hoàn toàn thì đây phải là sắt. 22,4 chia 56 bao nhiêu? 0,4 mol Fe. Bao nhiêu mol nước? 0,5. Nếu ta gọi đây X, đây Y. Đúng không? Bảo toàn nguyên tố sắt này. X cộng 2Y bằng 0,4. X cộng 2Y bằng 0,4. Bảo toàn nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy này. X cộng 3Y. Xong rồi. X bằng 0,2. Y bằng 0,1. Đúng chưa? Sắt, hai thằng này cộng lại về bằng mol sắt tổng. Oxy cộng lại về bằng mol nước còn gì? Đây là 1O, còn đây là X cộng 3Y không? Đi tính nhốt phần trăm đi. À.
Tôi không biết. Đáp án của ông Sang đọc tôi không tính. Sai là chịu. Không biết, tôi chưa, tôi có bao giờ bấm máy tính mấy cái này luôn. Kệ không. Hiểu chưa? Ngọc Hải hiểu không? Quang Huy hiểu không? Bên này. Tiếp. Tập trung nghe đi. Câu 5. Nung một mẫu thép thường có trọng khối lượng 10 gram trong oxy dư được CO2 bao nhiêu mol em? 0,007. Đúng rồi. Mol CO2 này chính là mol carbon đúng không? Em tính được khối lượng carbon chưa? MC bằng lấy cái này nhân 12 đi. 0,084 gram. Xong rồi. Xong rồi gì nữa? Chia 10 x 100 thì chẳng bằng 0,84%. Phần trăm carbon thì chẳng bằng khối lượng carbon chia tổng khối lượng là 10 x 100 à? Khối lượng carbon đây. Hiểu không? Tấn ông tập trung đi nhá, Kiên tập trung vào nghe đi nhá. À, chịu vẫn chậm quá. Vẫn có thời gian nói chuyện. 46. Oxit sắt bằng H2O đặc nóng được khí SO2 khô cạn thu được m gam muối sunfat khan. Tính như nào? Tính như nào? Lấy công thức đi em. Công thức số bao nhiêu Ngọc Hải nhỉ? Công thức số bao nhiêu nhỉ? 80 đấy. À đây là đặc nóng. Không. Tính thì vẫn tính được. À, dừng lại một tí mà nhìn này. Cái này đang là tác dụng loãng, oxit tác dụng loãng thì là 80. Được chưa? Thực ra mấy công thức này ít dùng nên cũng không cần thiết lắm. Mà đấy, nhớ, cái kia là 96 thì đây trừ đi 16 oxy được còn 80 mà thôi. Đấy. Còn xem đặc nóng lần trước có viết. Mọi người tìm thử trong đấy xem có oxit cộng đặc nóng ấy. Thôi chẳng quan tâm đi, chẳng cần. Nào, ai làm 46? Đấy là thử đáp án rồi. Lấy 20,88 chia cho mấy cái m lớn đấy đúng không? Tôi sửa đề nhá. 20,88 hỗn hợp oxit sắt. Đấy tôi sửa đề luôn thành hỗn hợp oxit sắt. Đúng không? MFE bằng là mang tờ công thức lên chỉ cho mọi người nhìn luôn. Công thức này cực kỳ hay dùng khi cho hỗn hợp. 0,7m hỗn hợp cộng 5,6 nhân số mol E nhận. Ghi vào đi, ghi vào vở đi, ghi vào tờ công thức to vào. Công thức số 24. Đây này. Chép đi, chép lại nhiều lần vào. Hôm sau đến mấy bài khó là chỉ dùng một công thức này thôi. Ghi xong chưa? 0,7 nhân m oxit hỗn hợp oxit cộng 5,6 nhân Ne. Số mol E nhận đấy. Ne là số mol E nhận. Không nhìn rõ thì mở tờ công thức mình ra mà nhìn. Công thức 24 gì? Được chưa? Xong chưa? Bị ốp vào nhá. 0,7 nhân 20,88 cộng 5,6 nhân cái này bao nhiêu mol, bấm hộ cái nào. 0,115 hay 45? 145. SO2 nhận mấy E? Nhận 2E. Đây là Ne nhận này. Đây là M hỗn hợp oxit này. Máy bằng bao nhiêu nào? 15,44 nào. Bấm nhanh ghê nhỉ. Vừa khen là bấm nhanh xong. Chán, nghĩ là chán. Chia 56 bằng bao nhiêu? Chia 56 ra. Chốt nha, đến đây hiểu chưa? Khẳng định chưa?
Ta áp dụng công thức để tính khối lượng sắt thôi mà đúng không? Biết mol sắt không phải ai chín nhá. Người ta bắt tính muối sắt sunfat đúng không? Fe2 SO4 3 lần đúng không? Cái này là bằng mấy lần sắt đây? Nếu viết ra bằng 2 lần Fe này đúng không? Mà mol sắt là 0,29 đúng không? Chia đôi đi. 0,29 chia đôi nhân M lớn thằng này. Bấm đi, cứ bấm lại cho chắc đi. 0,29 chia 2 nhân M lớn. Xong. Chẳng cần phải viết phương trình, chẳng cần phải thử gì cả. Hiểu không? Mà trong trường cấp bách thì nên dùng thử. Ừ. Chưa xong đâu, tiếp. Cất cái gì? Tiếp. Mọi người hiểu công thức chưa đã? Chưa nốt bài này đi rồi bắt đầu mới nói cái trường hợp khó nó. Cho nó hết cái trang này đã nè. Bao nhiêu mol H24 đây? 0,6 mol này. Đúng không? Khối lượng muối thu được, khối lượng muối thu được tính như nào? Ta có khối lượng kim loại này thì bằng 32 trừ khối lượng oxy. Oxy tính như nào? 2 lần H thì cộng được 1 lần O ra nước đúng không? Mol H2 của mình là 0,6 thì mol hydro này phải là 1,2. Nguyên tử hydro. Mol H2 này là 0,6 đúng không? Đây là H2 còn đây là H thì phải là gấp đôi lên nữa là 1,2. Suy mol oxy này là nhân 1 chia 2 thì là 0,6. Thế thì khối lượng oxy sẽ là 0,6 nhân 16 bằng bao nhiêu nào? 32 trừ 0,6 nhân 16 bao nhiêu? 22,4 à? Như thể tích ý. Đến đây hiểu chưa? Toàn bài tính nhanh đấy. Tôi không bao giờ tôi dùng phương trình không? M muối bằng M kim loại đúng không? 22,4 cộng 96 nhân mol hydro đúng không? Mol hydro ở đâu? 0,6 bằng 80 à? Thế có đúng đáp bạn không? Các đồng chí tính có đúng không? Mày thế. Hiểu chưa? Chuyên dùng bảo toàn. Mà là bảo toàn nguyên tố chứ không phải bảo toàn khối lượng nhé. Chứ viết phương trình thì cũng toàn đúng không? Hiểu chưa? Hiểu chưa ở dưới? Tiếp nha. Bây giờ mới mở rộng cho cái bài 46 này này. Ý nghĩa nó. Bài này dễ, nó cho một oxit. Thế nữa vừa hỏi đồng chí Sang ấy, cho hỗn hợp thì sao? Cái cấu trúc đề nó như này. Để sắt lâu trong không khí. Để sắt lâu không khí thì sau một thời gian thu được FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Nó cho là M gam. Đem hỗn hợp này tác dụng với HNO3 chẳng hạn. Thu được muối cộng khí NO đi. Cho là 0,2 mol đi. Nó bắt tính khối lượng muối thu được. Bắt tính khối lượng muối thu được. Đề chỉ thế thôi. Cho bao nhiêu gam hỗn hợp này, cho M này ta ví dụ đi, 11,2 gam. Ta ví dụ đấy. Cho 11,2 gam hỗn hợp này, hoặc cũng có thể đề cho khối lượng sắt. Được chưa? Người ta có thể cho đây được cho đây. Và cho khí này bắt tính muối. Thế nếu viết phương trình tự luận nhá. Từ đây 3 phương trình để ra 3 oxit. 4 thằng này cộng HNO3, 4 phương trình nữa là 7 phương trình. Đúng không? Nó có hai số này thôi mà em đặt đến 4 ẩn thì làm sao em giải được? Đúng chưa? Thế thì em ốp một phát công thức này xong luôn. M sắt bằng 0,17 mol hỗn hợp đề cho đúng không? Mol khí nhận đề cho rồi đúng không? 0,2 này. 5,6 là cấu trúc công thức rồi. Em tính được khối lượng sắt luôn chưa? Nghĩa ý thứ nhất có thể hỏi là khối lượng sắt ban đầu. Ý thứ hai hỏi khối lượng muối đúng không? Thì ra khối lượng sắt rồi thì giống con này tìm ra khối lượng muối luôn chưa? Vì muối này chính là gì? FeNO3 3 lần. Mol muối có phải bằng mol sắt không? Em có khối lượng sắt rồi, em tính được mol sắt rồi mà đúng không? Thì mol muối này là 0,29 luôn chẳng hạn. Nhân M lớn xong chưa? Cực nhanh. Có hiểu không?
Còn khẳng định luôn trên lớp mọi người giáo viên sẽ dạy bọn em là quy đổi. Khẳng định luôn giáo viên trên lớp sẽ dạy quy đổi. Quy đổi hỗn hợp này về sắt và oxy nguyên tố. Viết phương trình cho nhận của sắt, của oxy và của NO. Đúng không? Xong giải hệ phương trình XY đúng không? Đấy là cách giáo viên trên lớp sẽ dạy bọn em. Và thường nó lửa trang giấy. Được chưa? Toàn cái này một dòng. Bấm máy phát xong luôn. Ok nhá. Đấy ai làm trên lớp rồi sẽ biết. Được chưa? Đấy.